Đây là lý do tôi hay thức khuya. Anh đã sáng ở trên màn hình, hai giờ đêm vẫn còn lung linh, quen chưa khuya như là bạn mình, nghe tiếng nhạc còn đậm rung rinh ngay bên loa. Ôi trời ơi, thua. Wow, khớp thật sự các bạn ạ. Ủa, ôi quy 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 bản đại thuật này. Ôi ôi, xịn thật, cái này à, xịn xịn nha. Cái gì đấy, cái gì đấy, sao chiêu hai nó to đấy, ô ảo ấy, ô ô, cái gì đấy, chế độ gì đây? Vâng, và đây là Euron, chứ không phải là Florentino. Đánh cái máy mà. Liên quân hiện tại phá game ít như nào? Thì trận này thấy bên bạn pick Murad nên tôi đã pick ngay gấu mèo, sau đó thì team tôi cũng pick rừng và SP, không ai tranh lên của ai cả. Và rồi như thường lệ thì tôi ra lướt top top nghe nhạc các kiểu. Lúc top. Này thì ở trong game đấy bọn nó có đánh nhau hay chửi nhau chắc gì chắc là nghe nhạc không, chứ còn mình biết. Thấy là hình ảnh hơi sống động nha. Nói chung bọn nó có chửi nhau thì tôi cũng kệ, không quan tâm. Mà lèm thật sự. Lúc tôi vào trận thì thấy mọi chuyện rất là bình thường, mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ai chat gì hay chửi nhau, xích mích gì. Mặc dù đầu game tôi đã bị súp canh và lấy đi một mạng, nhưng có vẻ team tôi đầu game đánh khá hay, nên sau đó tôi cũng lấy lại được mạng của Murad. Và sau đó thì đường rồng bên tôi đã lấy được trụ đầu tiên, team cũng có khá là nhiều lợi thế, cộng thêm vừa nãy vào trận tôi thấy thằng Elsu thông thạo S mà gặp được mấy best Elsu thì anh em biết nó đáng sợ như thế nào rồi đấy. Nhưng đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ thực tế thì best Elsu méo bao giờ xuất hiện ở bên mình đâu. Nói thật cái pha này nó chỉ việc lên bắn thường một hai cái thôi là ăn được, nếu Tulen chạy thì nó vẫn còn ulti mà đuổi theo. Nhưng Elsu nghĩ nếu chết thế thì dễ cho Tulen quá nên tạo độ khó cho game bằng một viên viễn trình kích vào không khí. Nhưng tâm điểm không phải là thằng Elsu, mà lúc này thì thằng Elando có chat với bên bạn là không win được nữa thì xóa game đi. Tôi tưởng là bên tôi đang chiếm ưu thế nên nó gáy tí thôi, nhưng mà ai ngờ đâu. Chắc có vẻ nó sợ mấy thằng kia chạy nhanh hơn nó nên nó lên 4 cái giày. Ôi. Và sau đó nó thấy Elando có vẻ máu mỏng thì nó lại chuyển qua lên thêm tí thủ cho nó châu tí. Lúc này tôi cũng đã lên bảng, mà lên bảng thì không có gì làm nên cũng hỏi thăm sức khỏe nó một tí. Elando à, dạo này bạn khỏe không? Nhưng có vẻ nó khá là kêu tôi hỏi thăm nó mà nó không dám hỏi thăm lại tôi, nên xong tôi cũng không chat thêm gì nữa. Pha này tôi chat xong nó mà bật lại thì tôi bảo nó bật mic lên chửi nhau luôn. Nhưng sau đó nó lại chat sang bên bạn là win lẹ đi. Rõ ràng là game này tôi thấy không ai trêu gì nó. Nó không muốn win thì vào đây làm méo gì ảnh hưởng người khác. Rồi sau đó nó về tế đàn AFK luôn con tà thần. Hy vọng cuối cùng tôi đã cố chạy ra xem có cướp được không, nhưng mà vẫn không kịp. Cái con tà thần phút 15 này nó khá là trâu mà đi rác thì miệng. Rồi tầm này thì team tôi lấy đâu ra đam mà thủ nhà nữa. Sau đó thì thằng Elsu cũng lên bảng nốt. Lúc này thì tôi về cũng còn tác dụng gì nữa, mà gặp mấy thành phần phá game như thằng Elando thì cũng muốn thua luôn cho đỡ tốn thời gian. Cho dù pha này tôi có về và thủ nhà thành công được đi chăng nữa thì team tôi cũng nản lắm rồi. Thật sự đánh xong game này tôi cũng không hiểu sao thằng Elando lại phá game luôn. Nói thật tôi nhìn nó ngứa mắt thật sự, người ta bị tranh lên cướp rừng hay bị farm lính hoặc là một lý do gì đấy đi phá game thì còn chấp nhận được. Đằng này nó phá game xong tôi cũng méo hiểu vì sao nó lại đi phá, chắc hay là nó nhiều bị quá lên cơn phá game hay sao mà không có lý do gì cũng phá được thì tôi cũng chịu luôn. Tố cáo thì trừ có 12 uy tín thôi, tôi mà là Garena tôi ban ạc nó cho nó ra đảo luôn khỏi phá. Ô cái gì đấy? Ôi. Cái gì đấy? Ảo ấy. Các bạn làm sao ấy? Uầy, xịn thật sự các bạn, xịn dã man. Tôi
là Lavi. Ừ, tôi là Lavi. Sinh ra từ vùng núi xa. Vượt qua chặng đường dài thách thức. Đúng idol top top. Kiên trì xuyên qua tầng địa chất, tích tụ khoáng chất để hoàn thiện bản thân. Hay thật sự. Trở thành nước khoáng thiên nhiên Lavi. Sẵn sàng cùng bạn chinh phục hành trình mới. Cười gì hả các bạn ạ? Lavi, một phần tất. Ôi ôi, check va các bạn ơi, check va. Đúng là clip triệu view khác các bạn ạ. Đúng là một ạc vô cùng trắng, vô cùng. Rồi toàn kiểu lấy nội tại ông cào xe đà đã nhờ. Cào xe đà này. Úi, quẩy 10.000 đam. Hấp xin ra trong 3 giây. Liên tục cùng cái tình huống này lấy nội tại. Này thì đủ rap. Đau thật đấy. Tu em à? Quá đau. Tôi chỉ mọi người tiếp cận con bánh heo này. Úp rồi phải không? Lướt nè, tay nè. Lướt nè, lướt nè, lướt nè. Tiếp cận quá nhanh. Hỏi lại nè. Tự mini này, hùa mini này. Hình như hú ấm mấy đứa, hình như đang hú ấm mấy đứa. Rồi ao trình luôn. Hình như đang hú ấm mấy. Đây nè. Phải đã bắt đắp biến nó chết rồi mọi người. Sao nè mình hè. Nè tôi đang giả bộ nè. Lướt hay lướt nè. Tóc biến nè. Tập đi, tập đi. Cân 2, cân 3, băng trụ, cân 4, Parakill, không có Mega, và sạch rồi. Ôi cái điện, ôi, máy trưởng Bray, ảo ấy. Ôi trời, cái này mình bị thu hết thôi. Các quỷ quả bom nguyên tử đâu? Quá đau rồi. Ừ.
bạn nghĩ đây chỉ là một trận đấu bình thường. Điểm sơ qua đội hình thì khá là ok. Đúng, ok đấy. Nhưng diễn viên hôm nay của chúng ta là nằm ở đây. Van Hill. Và chủ tịch thuê diễn viên bên kim lịch đó là cùng xem đối với sức nước. Và muốn chặn lính. Ồ. Chặn lính luôn. Kẻ búp ấy. Ôi giời ơi, ra vào trong cấp lính và tưởng. Toàn tình huống quăng siêu cứu vào 3-4 lần các bạn. Kết thúc là ăn được cả xe đà đấy. Win luôn. Đúng rồi, múc luôn các bạn ạ. Chút nhiều lắm rồi, 8k 9k 9 mạng rồi. Ơ ảo thật sự. Ô ảo thật đấy. Ô ảo thật luôn. Ô nghe Tâu Hải. Ai thật. Ôi giời ơi. Xác định một best kéo qua các cấp độ. Level 1 kéo bằng thước. Ta sẽ giữ chiêu 2 làm cây thước để căn chỉnh và kéo. Level 2 kéo không ngắm. Chiêu 2 vuốt luôn không giữ. Level 3 kéo cộng tốc biến. Ta sẽ nâng cao từ level 1 cộng tốc biến để đưa địch qua địa hình hoặc vào tầm bắn của trụ. Level 4 tốc biến và kéo. Đây là kỹ năng nâng cấp từ level 2 tốc biến và vuốt kéo nhanh. Khi ta lộ sai bằng tốc biến, kéo địch sẽ bất ngờ và tăng tầm kéo. Level 5 kéo và canh timing. Chúng ta kéo trước khi địch lộ sai. Bằng cách canh thời gian địch sẽ xuất hiện và vị trí địch sẽ vào tầm kéo. Level 6 kéo hách não. Đây là kỹ năng cần sự tỉnh táo và phán đoán kỹ năng địch sẽ sử dụng tiếp theo để chặn đầu. Hách não thật, đúng level là hách não. Mass, kéo tốc và hách não. Sự kết hợp từ level 2, 4 và 6 sẽ tạo ra những siêu phẩm như này. Các những ai đam mê G-Zack vào đây comment level nào. Em thích con trai bướm và lo, anh có biết múa không? Đây, ôi giời, cái gì vậy? Ôi giời. Cái này là toang rồi.
Rồi quả đỡ xinh nhỉ. Quả đỡ đam cho rơi xinh thật. Thể bạn không biết, máy trong game Liên Quân phản xạ nhanh hơn giành thách đấu. Máy trong game phản xạ nhanh hơn đấy. Tố hài á. Mày lại còn đứng quẩy. Rồi, né được ấy, né được ấy, né đỉnh ấy. Quả đấy là bạn ấy nhảy kiểu vào cái bờ tường nó được bung ấy các bạn. Đây bản thử nghiệm này. Đây đang chơi bản thử nghiệm này. Bản đồ mới này. Map mới này. Ơ cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ảo vậy? Vai cả trưởng hai bắn chết luôn. Ba bắn. Ui. Đây là lên cờ nửa đam vật lý nửa đam phép đấy các bạn, lên phép đam ảo.